Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào 10 câu đầu tiên nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa về N5 và N4, chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp. Hãy 始めたいと思います. Ok. Rồi câu số 1, 1番. 傘は何々にあります. 傘は何々にあります. 1番は何ですか? 皆さん. 1, 3, bạn Minh Tâm rất là nhanh đúng không? Bạn trả lời nhanh nhất luôn. Wow. Minh Tâm sang là 3番. Hãy các bạn khác nào? Hokano Ito. Bạn Quốc Khánh chọn Soto là đáp án số 3. Vương Hà 1-3 là bên ngoài. Ok. Phương Phúc đúng không ạ? 1-3. Hay. Vậy sau khi đã chốt được đáp án số 3 rồi, mọi người nhớ gì cả câu trên nhá. Ví dụ như nó ghép vào câu có cả ngữ pháp này hay có cả các từ vựng khác thì nó mang ý nghĩa là gì? Một lần chúng ta tổng ôn với tất cả luôn đúng không? Bạn Quốc Khánh là 1-3. Vũ Xuân Trường 3. Hay. Bé Hạnh 3. Ok, vậy là rất nhiều đáp án 3 được đưa ra rồi đúng không? Tekuchimasho. Hãy, cô tài và 3番 des. Yeah. Soto desu ne. Hãy, vậy là tất cả các bạn đều làm đúng rồi phải không ạ? Chữ Hán này là chữ ngoại, có nghĩa là ngoài ra đúng không? Vì vậy nó sẽ mang nghĩa là bên ngoài. Còn câu trên, có hai bạn dịch rồi này. Có dù ở bên ngoài, cái ô ở bên ngoài. So desu ne. Kasa chính là cái ô, soto là bên ngoài, ni arimasu thể hiện sự tồn tại, đúng không? Vậy là có cái ô ở bên ngoài. Ok, rất là tốt, Hải Sàng cũng comment đúng rồi này. Còn lại chúng ta sẽ có ba đáp án khác như sau. Ichiban, ie, mọi người có biết chữ này không ạ? Ie. Doyu imi desu ka? Chữ Hán số 1, ie với nghĩa là nhà, đúng không? Trong chữ ra ấy mọi người. Còn chữ số 2, ni bằng là naka. Naka là gì nhỉ? Nhìn chữ Hán này quá là quen thuộc, quá dễ luôn. Chữ chung đúng không? Có nghĩa là trong ấy mọi người nhá. Ví dụ trong căn phòng, trong lớp học này. Còn như bạn sẽ hơi khó hơn một chút. Chắc chữ này sẽ cuối ở N4 ấy mọi người. Như bạn. Ok, như bạn. Như bạn là sân vườn đúng không nào? Ok, 次 desu ne. Như bạn. Mọi người tiếp tục theo dõi câu số 2 nhá. Đáp án của phần gạch chân là gì với ý nghĩa là gì? Như bạn. Ishikawa-san wa itsumo eigo no shiri o nani nani imasu. Có một chữ Hán là chữ này được cái chân màu đỏ, thì theo mọi người cách đọc chính xác của nó là số mấy nhá? 1番 kaite, 2番 aite, 3番 hite và 4番 kite. Mọi người chọn số 4 sensei ạ. À, so desu ka, 4番 desu ka. Tuyệt vời. Đang nghe này, số 4 là nghe này. Ok, vậy tất cả các bạn đều đang chọn 4 đúng không? Cái câu trên nó có nghĩa là gì? Câu ví dụ ấy mọi người. Ishikawa-san wa itsumo eigo no shiri o 4番 desu ne. Ok, chúng ta cùng check nhá. 4番 kite. Đây là chữ nghe đúng không mọi người? Nghe bởi vì nó có chữ gì đây nhỉ? Có bộ thính. Bộ thính là cái tai của mình ý. Đấy, ở giữa, vậy là mình đang đứng giữa cổng và nghe ngóng đúng không? Còn cụ thể trong câu này sẽ là bạn Ishikawa đang nghe. Nghe cái gì nhỉ? Đi với trợ từ ô đây. Nghe đĩa CD tiếng Anh. Đúng không? Mọi người có thích nghe tiếng Anh không? Hay là bây giờ mình học tiếng Nhật phải nghe tiếng Nhật chứ nhỉ? Sao bằng có bạn chọn 4 này. Anh đá xong lúc nào cũng nghe đĩa tiếng Anh. So this next. Bạn ấy chọn Ishi là đá, Kawa là sông. Anh đá sông. Nghe tên hay hẳn nhỉ? Thế còn đáp án số 1 này. Kaite. Kaite sẽ được viết từ chữ Hán này đúng không? Chữ thư ấy mọi người. Kaku desu ne. Kaku. Kaku là gì mọi người nhỉ? Nan desu ka? Doyu imi desu ka? Kaku wa viết hoặc là vẽ đúng không? Hay. Đáp án số 2, aite có thể lấy từ chữ này được mọi người nhá. Aku đi. Aku, đây là chữ gì ạ? Aku. Doa o akimasu đúng không? Akimasu. Aku ở đây là chữ mở đúng không ạ? Trong mở cửa. Hiku là chữ Hán này. Ôi, hơi xấu đúng không? Viết trên bảng điện tử thì nó sẽ hơi xấu một chút, mọi người thông cảm nhá. Bởi vì cũng hơi khó ấy mọi người để điều khiển cái bút này. Hiku thì có nghĩa là trừ hoặc là kéo mọi người nhá, phép tính trừ ấy. Hoặc là chúng ta kéo cái gì đấy trong cái cửa kính chẳng hạn. Mình kéo cửa để mình đi vào bên trong cũng là động từ này, hiku. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp sang câu số 3 này. 3番 Yan-san no gakkō wa doko desu ka? Yan-san no gakkō wa doko desu ka? Gakkō no kanji wa nanban desu ka? 1, 2, 3, 4. Dore desu ka, minasan?
Gakko, một từ mà chúng ta quá là quen thuộc rồi đúng không? Học từ N5. Đây chỉ là chữ Hán của N5 thôi nhá. Và cũng là một từ xuất hiện rất nhiều lần trong các đề thi thật quá khứ các năm trước rồi. Mọi người phải nhớ không bị lừa nha. Kanji N5. 3, 4 này, bạn Bích Ngọc, bạn Minh Tâm và Vương Hà chọn đáp án số 4. Bạn Hải chọn 4, học hiệu. Ừ đúng rồi, Hán Việt thì là học hiệu, còn ý nghĩa thì là trường học, đúng không? Dùng bằng, ok. Rồi, vậy chúng ta cùng check đáp án này. Câu 3, đáp án số 4, đọc gakko có nghĩa là trường học. Rồi, chúng ta thử dịch câu ví dụ bên trên nhé. Đó là trường học của bạn Yan, đúng không? Thì doko desu ka? Ở đâu, đúng không nào? Còn lại, các đáp án khác, ví dụ như chữ số 1 và chữ số 3 có cái chữ đầu tiên, đây là chữ vũ trong vũ trụ, uchiu ấy mọi người, cho nên nó không phải là chữ học, mọi người tỉnh táo nhé. Còn chữ số 2 thì sẽ có thêm thành phần phía sau, nó bị sai. Đây là chữ mai. Mai, isne. Mai là đơn vị đếm tờ tấm những vật mỏng ấy, mày có nhớ không? Đấy, đây là chữ Hán của nó nhá. Ừ, trường của Yan thì ở đâu? Ok, trường của Yan sang ở đâu? Rất là tốt ạ, cảm ơn tất cả các bạn vì đã comment nhá. Tiếp theo chúng ta sang câu số 4. Yong bảng. Kono heya ni hairanai de kudasai. Kono heya ni hairanai de kudasai. Hay. Câu số 4 thật ra thì không khó, nhưng mà các bạn cũng rất là dễ bị nhầm giữa hai chữ Hán đúng không? Một là chữ này, hai là chữ này. Đó, mọi người thử so sánh nhá. Tức là thoạt nhìn thì rất là dễ nhầm đúng không? Nhìn giống nhau. Thế nhưng mà một chữ thì đang đi sang bên phải này, còn một chữ thì lại nghiêng sang bên trái. Và hai chữ này hoàn toàn khác biệt nhau. Đấy, thế bây giờ chúng ta cùng phân biệt nhá. Bạn Dự Tam Ca chọn 2. Bạn Bích Ngọc 42, Vương Hà 42, bạn Hải 2, Quỳnh 2. Ok, mọi người nhớ comment cả ý nghĩa nữa nhé. Trân Lê 2, Vũ Xuân Trường 2. Đấy. Rồi hôm nay các bạn thống nhất đáp án nhá. Từ đầu đến cuối giống y xì đúc luôn. Ok, chúng ta cùng check này. Yông bằng vác. Ok, hay đa này là chữ Hán này đúng không? Đây là chữ nhập có nghĩa là đi vào. Hay. Vậy ở câu trên mình sẽ hiểu là một ngữ pháp gì nhỉ? Nai de kudasai. Xin đừng đúng không? Đừng làm hành động gì đó, bởi vì đây là thể phủ định ấy, tức là mình cấm là không được. Vậy là đừng đi vào căn phòng này. Ok chưa? Không được vào phòng này, đừng vào căn phòng này. Ok, rất là tốt, các bạn dịch chuẩn quá. Hai đa này nhá. Còn lại chữ số 1 và chữ số 3, đây là chữ nhân mọi người ạ, là hito là con người đúng không? Và nó là danh từ, cho nên nó sẽ không có động từ được chia sang thể phủ định như thế này đâu mọi người nhá. May quá không ai bị nhầm đúng không? Chúng ta đều giữ một cái đầu lạnh rất là tỉnh táo này. Đấy, rồi, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Go bảng. Kono michi o iku to sukoshi nani nani desu. Kono michi o iku to sukoshi nani nani desu. Mọi người tiếp tục comment câu số 5 nhé. Ikuto chúng ta học ở cuối N5 đúng không? Mình có là veru cộng với to để thể hiện cái gì nhỉ? Nếu, khi hoặc là hễ đúng không? Bạn Dự Tam Ca chọn 3, bạn Bích Ngọc chọn 3. Bạn Hải chọn 1. Đó là có một chút sự khác biệt nhau rồi. Nam bằng desu ka? Rất là tốt. Ok, cái này thì sẽ thuộc chữ Hán của N4 rồi, thế cho nên mọi người nhìn thấy số nét cũng tăng lên rồi đúng không? Hơi nhiều một chút. Nếu đi con đường này thì sẽ xa một chút. Ok, hãy. Iku to, nếu đúng không? Iku là đi. Nếu đi michi con đường này thì sukoshi. Sukoshi sẽ hơi xa một chút. Vậy chính xác tôi chính là chữ xa, đáp án 3 mọi người nhá. Chữ viễn, đúng rồi, trong viễn thị ấy, tức là chúng ta nhìn xa đúng không? Chữ viễn, ok. Còn lại chữ số 1 là osoi. Ba đáp án còn lại nhá. Osoi này, chikai này và hayai. Doyu imi desu ka? Tất cả những chữ này đều là tính từ đuôi y, và thậm chí mọi người học từ nửa năm rồi ấy chứ nhỉ? Có thể là chữ Hán mình chưa kịp học hết, nhưng mà ý nghĩa thì mình phải biết nhá. Osoi. Osoi imi wa nan desu ka minasan? Ê, hơi xấu đúng không? Mọi người thông cảm nhá. Osoi desu ne. Chậm, đúng rồi, chính xác. Osoi là chậm, muộn. Còn chikai là chữ cận, cho nên nó sẽ mang nghĩa là gần, đúng không? Hayai. Hayai có hai ý nghĩa đấy. Các bạn có comment được tất cả hai ý nghĩa của từ hayai không?
hai ý nghĩa với hai chữ Hán hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, nếu được viết như thế này thì nó sẽ là chữ tảo. Hai dạy, đây nhá. Đó, tảo trong từ tảo hôn, tức là sớm, kết hôn sớm chẳng hạn. Còn nếu mà là chữ này thì nó lại là chữ tốc. Tốc là trong tốc độ. Tốc độ. Vì vậy, hài giai số 2 sẽ mang nghĩa là nhanh. Nhớ nhá, những phân biệt thông qua chữ Hán nữa đấy ạ. Ok, đúng rồi, là có nghĩa nhanh và sớm. Hay. Ok chưa nhỉ? Chúng ta sẽ sang câu số 6 nhá. Câu số 6 của chúng ta như sau. Nani wo nani nani ni shimashita ka? Nani wo nani nani ni shimashita ka? Nanban desu ka? 1番は sango. 2番三五，三番三五，四番三五。Cái này thì chủ yếu là lừa mình về trường âm và biến âm, đúng không? 6 là đáp án nào đây? Nani nani ni shimashita ka? Bạn Hiệp Nguyễn Công chọn 4, sang cô. Bạn Vương Hà chọn 4, 6, 4 này. Bé Hạnh 4. Bạn Quốc Khánh 4 là tham khảo, rất là tốt. Nguyễn Thị Linh 4. Ok, chúng ta cùng check này. Check shimasho. Yon bang desu. Yeah, vậy là tất cả các bạn đều làm đúng rồi, đúng không? Là sang cộ có trường âm ở chữ cộ. Còn về cách dịch của câu trên nhá, thì bản thân từ sang cộ có nghĩa là tham khảo. Đây, đây là chữ tham cộng với chữ khảo đấy mọi người. Vì vậy mình sẽ dịch là bạn lấy cái gì để tham khảo đấy. Được không ạ? Động từ shimasu mọi người quá quen thuộc rồi đúng không? Nó sẽ đi liền với trợ từ o là bạn lấy cái gì, đúng không? Để làm gì là đi với trợ từ nhị để sango để tham khảo. Hay bạn Hải, bạn Minh Tâm, đáp án 4 tham khảo rất tốt ạ. Còn lại ba đáp án kia thì không tồn tại mọi người nhá. Người ta cố tình đánh lừa mình bởi trường âm hoặc là biến âm thôi. Và đi thi kanji thì cái dạng này rất là nhiều nên mọi người khi học ấy, mọi người cố gắng học đúng thì mình sẽ phát âm đúng và đi thi thì không bao giờ bị lừa. Rồi, đọc cơ bang xong rồi nha. Chúng ta chuyển sang 7番. Me wo tojite kudasai. Mọi người đọc được chữ này không? Me. Me desu ne. Me là cái mắt. Me wo tojite kudasai. Hãy chấm chấm mắt. Hai, câu số 7 này. Câu 7 rất là ngắn đúng không? Bây giờ mọi người thử nhìn xuống bốn đáp án nhá. Xem đâu chính là có, đâu là chữ Hán có cách đọc là toji được. Xuân Trường chọn 3, Trọng Trương 3, nhắm mắt lại. Chân Lê chọn 3 là chữ khai. À, chữ số 3 không phải là khai đâu nhá. Vương Hà chọn 3 đúng không? Hãy nhắm mắt vào. Bé Hạnh nhắm mắt bằng lăng tím. Nhắm, đúng rồi. Hãy. Ok, vậy đáp án của chúng ta chính xác là 3 mọi người ạ. Hãy tô di được. Ở đây mình có mê là mắt này. Tô di được tức là nhắm mắt nhá. Ở đây có thể là mẹ sai con là đi ngủ đi đúng không? Nhắm mắt vào. Mê o tô di te kudasai. Hãy. Ngoài dịch là nhắm thì chúng ta có thể dịch là đóng hoặc là gập khi mà đi với từ sách. Chẳng hạn như là hông, các bạn biết là hông là sách rồi đúng không? Hông o toji de là gập sách vào, đóng sách vào. Hãy, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích tại sao ba đáp án còn lại bị sai nhá. Đáp án số 1 thì chữ này nó không, tất cả ba chữ này đều không có từ GT ở đằng sau mà cố tình để thi đánh lừa của mình thôi. Còn đáp án số 1 mình sẽ có là cà kê được mọi người ạ. Ca nhá, chữ này đọc là ca này. Cà kê được với ý nghĩa là cá cược, cá độ, cà kê được. Còn chữ số 2 là các chữ mà các bạn đang comment bị nhầm ấy ạ. Thì đây là chữ khai. Khai là trong từ khai giảng, khai mạc, có nghĩa là bắt đầu, đúng không? Vì vậy số 2 và số 3 là từ trái nghĩa của nhau. Đó, các bạn bị nhầm cả chữ Hán đấy. Chữ khai này thì nó cũng có hai cách đọc. Một là a cự, hai là hira cự. Ok, mọi người nhớ cách đọc và ý nghĩa nhé. Khai tức là mở mà, đúng không? Là bắt đầu. Còn từ số 4 thì chữ này là chữ quan. Quan là trong từ liên quan hoặc là mối quan hệ. Thì nó sẽ có cách đọc là can nhé. Quan can, mọi người thấy cũng khá là giống nhau đúng không? Ví dụ như là can sư đự, liên quan về một cái vấn đề gì phía trước. Người ta rất là hay đi cùng với trợ từ nghĩ ạ. Vậy là câu số 7 xong chưa mọi người? Câu này sẽ dịch là hãy nhắm mắt vào thôi, đúng không? Nhớ cả ý nghĩa và cái cách đọc của các chữ Hán bên dưới nữa nhé. Hãy tiếp tục sang câu số 8. 8番. Kagaku no jūgyō ga suki desu. Kagaku no jūgyō ga suki desu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm chữ Hán có cách đọc là kagaku. Kagaku.
Hai. Gaku thì thường các bạn sẽ biết là chữ học rồi đúng không? Trong từ gaku vừa rồi ấy. Vì vậy cả bốn đáp án này đều chứa chữ học đây rồi. Vì vậy mình sẽ nhanh mắt nhìn xem sự khác biệt đó là 1 2 3 4 là ở những chữ đằng trước ấy. Đấy, thì đâu là chữ K? Hai san queen san số 4 khoa học. Khoa học. Lão Tử chọn 2 khoa học. Vậy là các bạn đều biết nghĩa là khoa học nhưng bạn chọn 4, bạn chọn 2 mất rồi. Phương Nhung chọn 4. Rồi câu này mọi người 2, 3, 4 loạn hết cả rồi. Câu này khó à mọi người? Kanji no 4 nhá. Kagaku. Đáp án số mấy nhá? Hachiban no kotae wa? Hai. Chan chan. 4 ban desu. 4 ban. Kagaku. Đây mới là chữ khoa và chữ học. Vì vậy là môn khoa học nhá. Còn lên câu này rất dễ rồi đúng không? Tôi thích tiết học môn khoa học, tức là tôi thích học khoa học, được chưa? Còn đáp án số 1 thì chữ này đọc là y mọi người ạ. Y viết bên cạnh cho dễ nhá. Y gaku desu ne. Y gaku. Đây cũng là một môn học, y gaku là y học, được chưa? Y gaku. Chữ số 2 không có mọi người nhá. Chữ này thì không ghép được với chữ học nên từ này không có, nhưng nó sẽ đọc là ka. Ka. Có thể là các bạn trước học Mina hoặc các bạn trước khi sang Nhật ý. Mọi người rất là hay nhìn thấy cái chữ này. Hay, mọi người thấy quen thuộc không? Học hết 50 bài Mina thể nào cũng nhìn thấy những cái từ này. Rất là nhiều. Kagaku. Đúng rồi, ok. Chốt lại này, thì câu 8 sẽ chọn đáp án là số 4, kagaku là khoa học. Còn số 3 thì đọc là go nhá, trong từ ego, nihongo ấy, thì đây là gogaku. Gogaku là môn, môn gì nhỉ? Umeda-san. Ê. Trường tiếng Nhật có từ môn gogaku không ạ? Gogaku, có. Thì tiếng Việt mình nên dịch là gì ạ? À, ngoại ngữ anh nhỉ? Môn ngoại ngữ đúng không? Go là tiếng mà, tức là chúng ta sẽ đi học tiếng ấy. Đấy, đi học môn ngoại ngữ. Hai. Câu số 9, Q bằng. 私の部屋はこの何々の2階です。私の部屋はこの何々の2階です。 Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với một câu về katakana. Bạn Hiệp Nguyễn Công chọn 4. Apato. Hai. Các bạn khác thì sao ạ? Bạn Vương Hà 9 là 4. Bạn Bầu Minh Quang chọn 4. Hai. Mọi người có thích katakana không? Bạn nào mà học tốt tiếng Anh một chút xíu đúng không? Thì katakana các bạn sẽ học rất là nhanh, nhớ lâu. 4 là chung cư, Xuân Trường 4 này, Phương Nhung 4. Rồi, đáp án chính xác là 4 đấy mọi người. Apato là gì nhỉ? Căn hộ chung cư. Vì vậy câu này sẽ là căn phòng của tôi này thì nằm ở tầng 2 của căn hộ này. Hai. Đáp án số 2, Puru. Puru là bể bơi. Còn Ichiban, Erebeta là cái gì các bạn nhỉ? Elevator, thang máy, san bằng, aircon là cái điều hòa, đúng không? Toàn là những chữ quen thuộc thôi. Câu số 10 nhá, một câu từ vựng của N5 này và câu này cũng rất là dễ ạ. Taxi o nani nani kudasai. Taxi o nani nani kudasai. 1 ban notte, 3 ban yonde. 2 ban yonde, 3 ban totte, 5 ban atte. Hai. Ju bằng và Vương Hà chọn 2, Yonde. Lão Tử chọn 2. Chúng ta có một cái mẹo đúng không? Một cái dấu hiệu ở đây là từ takushi là taxi rồi. Vì vậy động từ nào đi được với taxi nhỉ? Như Quỳnh chọn 2, Thành Đạt 2. Hay. Bạn Hải chọn 2, gọi takushi. Duyên Khuất đúng không? Bạn ấy chọn 2. Phương Cao Thị chọn 1. Bé Hạnh chọn 2. Tiếp tục nào mọi người, hãy gọi taxi. Bạn Vũ Thị Nga chọn 2, Bầu Minh Quang chọn 2, Ngân Nguyễn là 2. Ok, các bạn nhớ là khi học mình sẽ cố gắng học theo cụm từ, đúng không? Ví dụ gọi taxi thì taxi là gì, gọi là gì, cho nó đi kèm với nhau luôn. Thì khi mình kaiwa thì mình sẽ phản xạ được nhanh hơn, nói chính xác hơn, tự nhiên hơn. Hay, như các bạn có comment đúng không? Rất là chính xác đấy ạ. Taxi o yonde kudasai, có nghĩa là hãy gọi taxi đi. Ngoài gọi taxi thì có thể là gọi tên cũng được, namae o yobu, đúng không? Còn lại chữ số 1, notte thì được lấy của từ noru. Noru, ví dụ basu ni noru chẳng hạn, có nghĩa là mình đi lên xe buýt, đúng không? Thì nó sẽ đi với trợ từ ni chứ không đi với trợ từ o mọi người nhá. Còn từ số 3, totte là toru,
tô đự có khá là nhiều ý nghĩa, cũng như là các bạn học lên cao thì sẽ thấy có nhiều chữ Hán khác nhau. Thế nhưng mà ở trình độ nửa năm trước nhá, thì chúng ta sẽ hiểu tô đự là lấy, hiểu chưa? Tô đự là lấy. Còn từ số 4, atte. Atte là của từ au, I must, đúng không? Thì mình có thể hiểu là gặp, hay I must show, đúng không? Chúng ta gặp nhau đi. Ừ, đúng rồi. Ni no te này, một thì phải đi với ni, chính xác. Ừ, vậy từ gốc của chúng ta yonde là của yobimasu, yobu là gọi, đúng không? Gọi taxi hoặc gọi tên. Hay, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi được 1/2 chặng đường ngày hôm nay rồi. 10 câu đầu tiên cũng khá là dễ và nhẹ nhàng thôi, đúng không? Giờ chúng ta gọi là QK một chút xíu nhá, cũng như là có một chút thông tin các bạn có thể tham khảo thêm. Thì ở đây chúng ta sẽ có một lớp mới có tên là lớp mất gốc tổng ôn N5, N4 dành riêng cho các bạn, đúng không? Những đối tượng mà đang học sơ cấp. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần nội dung, các bạn thử tham khảo xem sao nhé. Sẽ giúp các bạn hệ thống và củng cố toàn bộ kiến thức nền cơ bản từ số đếm này, các bộ thủ này, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, luyện đọc dịch và phân tích câu. Nói chung là tất tần tật, đúng không? Về các kiến thức nền ở trình độ sơ cấp chúng ta đều được học hết. Còn mục tiêu, hãy mục tiêu sẽ là nắm vững được kiến thức nền này, các bạn tự tin học lên trình độ tiếp theo. Bạn nào mà có dự định học lên N3, đúng không, hay các bạn đi thi JLPT thì rất là cần thiết nhá. Thứ ba đó là về hình thức học, thì chúng ta sẽ học trực tiếp qua Zoom, và có một điều đặc biệt đó là lớp tối đa 20 học viên thôi mọi người nhá. Đấy, sĩ số rất là ít, vì vậy học cực kỳ chất lượng ạ. Còn thứ tư đó là về thời gian học, thì là khung giờ từ 19 tới 21 giờ, có một trong hai khung giờ cho các bạn tùy chọn, đó là tối 24/6 hoặc tối 3/5/7, tùy thuộc vào cái khung giờ và thời gian biểu cá nhân của mọi người. Cuối cùng chắc là điều mà mọi người quan tâm nhất đó chính là về học phí của khóa học này, đúng không? Thì với mức giá là 2 triệu đồng, tuy nhiên hiện nay đang giảm xuống còn 1 triệu 500 nghìn đồng khi các bạn nhanh tay đăng ký sớm, và cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, đúng không? Vì vậy là mọi người cố gắng đầu tư hơn một chút về thời gian và lẫn công sức, tiền bạc của mình nữa, đúng không? Để kỳ thi sắp tới chúng ta đạt được kết quả như mong muốn nhá. Hãy giờ ok. Tiếp theo sang câu số 11 thì Umeda Sensei sẽ tiếp tục đảm nhận và mọi người tích cực comment lên nhá. Hãy. Hãy, Nin Sensei, arigatou gozaimashita. Yoshou. Hãy, minasan, konnichiwa, ohayou gozaimasu. Hãy. Từ câu mời một mình sẽ giải đáp cho các bạn nhá. Ok, đầu tiên câu mời một chúng ta có câu này. Này, mình đọc thử xem nhá. Watashi wa uta ga nani nani desu kara utaitaku nai desu. Tôi không muốn hát bởi vì tôi hát kiểu ba nhá. Watashi wa uta ga nani nani desu kara utaitaku nai desu. Hai. Số nào? Từ vựng nào có thể vào đây nhỉ? Số 1, benri, số 2, heta. 3 番、にぎやか、わくら、珍しい。あ、そうなおら、どにゃおもいぐよい。わ、コメンにゃ。オッケー、もいぐや、ちょん、そはや。オッケー。そはい、こげらずにゃ。けん、ぞ、あ、オッケー、オッケー。よぞい。バイナイティ、こうまいも、あ、ほんこにゃ。ぜにゃ。はさん、といほんもん、はっ、び、といはっけん。あ、たむさん、Mạnh sẵn cũng trong số 2. Nga sẵn cũng vậy. Vì tôi hát dở nên tôi không muốn hát. Ồ, số 4 à? Số 4? Mezurashi à? Mezurashi có nghĩa là gì mọi người? Mezurashi. Trong sẵn, vì tôi hát dở nên tôi không hát. Tôi không muốn hát. Ok, ok. Thế thì bây giờ mình hiện tị đáp án đúng nha. Là số 2 này. Số 2. Đó. Mọi người trả lời rất là đúng luôn. Heta có nghĩa là heta có nghĩa là kém. Kém hay là dở. Trong trường hợp này thì là dở nhỉ. Hay. Vì tôi hát rất dở, tôi hát kém nên tôi không muốn hát nhá. Ok. Còn số khác thì sao? Bên lì có nghĩa là gì? Cách từ hơi khó một tí. Bên lì là gì? Bên lì. Tiện lợi. Tiện lợi, đúng rồi ạ. Tiện lợi. Ví dụ là 生活が便利です. Sinh sống, cuộc sống rất là tiện lợi, chẳng hạn. Đó. Còn số 3, nigiyaka là mọi người biết hết rồi đúng không? Nigiyaka, nhộn nhịp nhá. Ví dụ là Tokyo wa nigiyaka desu, thành phố Tokyo rất là nhộn nhịp luôn. Đó. Số 4, mezurashi. Là hiếm ạ. Hiếm. Hai. Cái từ này có nghĩa là hiếm nhá. Hai, mọi người học chưa? Mezurashi. Nin sensei ga benkyou shite imasu.
珍しいですね。林先生、那好甜瓜じゃん。啊，tiếp theo nhé. Đây chúng ta có câu này, câu ngoài hai. 友達は約束に遅れましたが、みんなに何何。友達は約束に遅れましたが、みんなに何何。はい。câu này hơi dài nhở, nhưng mà mọi người cố gắng nhé. はい。そも行けませんでした。2番、すみませんでした。3番、謝りませんでした。はい、間に合いませんでした。ほいざいにょ。にょ友達ら、ばんん、ばんべえ。約束らじ。へん。はい、ふわ。にゃ。ちょんほくないって、こんげら、へん。はい。遅れました。遅れました。チェ、チェへん。Trễ rồi. Hay. Như vậy câu này có nghĩa là bạn của tôi đã trễ hẹn. Nhưng mà ở đây có trái ngược này, trái ngược nhưng mà sau với mọi người rồi nhá. Ok. Chân sang lúc nào cũng trong số 4 à, số 4 à. Maniaimasen deshita. Còn bạn khác thì trong số 3. Ayamarimasen deshita. Ồ, cũng có người trả lời là số 2 à? Ôi. Chắc câu này khó quá thầy ạ. Ờ, hơi dài nhỉ. Ok, ok. Thế thì, ok, mình giải thích thôi nhé. Số 2, sumimasen deshita là xin lỗi, giống như gomen nasai đúng không? Đó, xin lỗi. Ok. Bạn của tôi đã trễ hẹn rồi, nhưng mà xin lỗi với mọi người rồi. Hơi lại nhỉ. Ừ, hơi lại một tí. Đó, còn số 4 thì là đã không kịp. Số 3 không xin lỗi. Đúng rồi mọi người. Đáp án đúng là số 3 nhé. Số 3. Ayamarimasen deshita. Có nghĩa là đã không xin lỗi. Trễ rồi mà không xin lỗi. Không tốt nhỉ. Nhá. Mọi người khi nào trễ hẹn thì hãy xin lỗi đi nhá. Nhá. Rồi, tiếp theo nhé. À còn số 1 thì là ikemasen deshita. Có nghĩa là Minh先生. Ikemasen là không thể đi. Đúng rồi. Không được. Đã không đi được nhá. Đã không đi được. Maniaimasu là kịp. Nên là maniaimasen deshita có nghĩa là đã không kịp rồi. Nhá, nhưng mà hợp lý nhất là số 3 thôi nhá. Số 3. Ok, tiếp theo. Câu 13 nhá. Hai. Watashi no inu. Con chó inu desu. Watashi no inu ga tomodachi no te o shimaimashita. Hai. Con chó của tôi đã làm gì với bạn của tôi? Nhá. 1 bạn kande, 2 bạn nigete, 3 bạn tsutsunde, 4 bạn kakatte. Hai. Từ vựng nào là hợp lý nhất? Vào đây nhỉ. Hành sang số 1. Kan, ngốc sang số 1. Nhung sang hoặc là thầy dạy trực tiếp như thế nào luôn. Ha san số 1, tâm san số 1. Có nghĩa là gì nhỉ? Mọi người viết tên mà ý nghĩa nhé. Trong san số 1, cắn, ok. Queen san số 1. Trên TikTok thì sao ạ, sen sẽ? Các bạn cũng comment là 1 có ý nghĩa là cắn ạ. Cắn, ok. Nhá, đúng hết rồi mọi người. Cắn, kamimasu. Cắn nhá, hai. Còn số 2, nigete. Nigemasu có nghĩa là gì nhỉ? Nigemasu là chạy, chạy trốn. Nigemasu. Đó. Kowai kara nigemasu. So, đáng sợ nên là chạy luôn. Đó. Nigemasu, chạy. Còn 3 bang tsutsunde. Hai. Tsutsumimasu là gói. Nhỉ? Gói, hai, hai. Còn số 4, kakatte. Cái từ kakarimasu có nhiều ý nghĩa. Ví dụ là 時間がかかります. Có nghĩa là mất thời gian. お金がかかります. Mất tiền. Hoặc là 病気にかかります là mắc bệnh nhá, mắc bệnh. Hai. Nhiều ý nghĩa mọi người ạ. Như vậy câu này dịch sang tiếng Việt thì con chó của tôi đã cắn tay của bạn tôi mất rồi nhá. Hiểu cho mọi người. Tiếp theo nhé. Câu 14. Hai. あそこの道で何々事故がありました. Hai.
あそこの道で何々事故がありました。はい。だこかいずいにょ。事故らずい。事故。事故ら大難。大難。はい。大難。はい。だこ大難。おどんたんきや。はい。あそこの道でおどんきや。にゅま、大難まきゅうずい。大難にゅうてな。信号工事。警察还啦，交通呢？都不闹啦，都呢？每个人，这个痛苦的，呢？bạn lão tử chọn 4, Tuấn Duy 4, tai nạn giao thông, Minh Tâm chọn 4. Ok ok, số 4. Tai nạn giao thông. Rồi. Trương sang số 4, Hải sang số 4. Như sang số 4, tai nạn giao thông. Lan Lan sang số 4. Ok, giao thông. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Đúng rồi, khô tư là giao thông nhé. Hay, tai nạn giao thông. Hay. 先生从我哈内，你看先生在海台，交通事故，大难交通，啊，明天先买，我从哈内好好说说目的，对，信号工业了怎样？信号，哎，电灯号，电灯号交通，你看，电道电线怎样？讲啊，所海交通工业啦，昆虫呀，昆虫，哎，昆虫，哎，警察啦。公安はい、警察ね、日本の警察ら警察日本はい。にばいあこないこげらあおどんたんきやだこ大難交通ね、はい。接着あ、ねまきなまもいごいごたくまくじやはいコメンコメンびね、はい。みんせざいだっちょ。こうまいらん。田中さん、アイン田中、はい、ラチ田中にょ、褒めるにょ、オッケー、アイン田中で、田中さんは風邪、風邪、ふん、仕事を休みました。田中さんは風邪、何々、仕事を休みました。はい、来ないぜにょ、はい、光さん、そはい、でや、トゥさん、ラオトゥさん、そはい、ハさん、トゥはい。で、はい、風で、はい、フォンさん、トゥハイ、キムクックさん、トゥー、あ、ソハイ、オッケー、チョンさん、ソハイ、ニューさん、ソハイ、ウィーカムクン、ビカム、ネンダニーラム、オッケー、オッケー、トゥボイ。どんぞい、もいんごい、あ、どんらソハイにゃ、はい。で、購入인게야고출혹공개라위치나이그럼거인게라지냐폰팝나이응니마총출혹나이티공개라리조냐리조하이라원년하이가제데위빅감감궁낸라니아니람조이하이오케이니마오라이히키마스가제오히키마스티라오라이라오냐はい、今、チョンチョンホップナイティで、はい、テプテオ、コウマイサウ、はい、うちの子は何々、よく食べるので元気です。はい、うちの子は何々、よく食べるので元気です。元気、声、まいめ、はい、声らん、声ない、うちの子、うちらにゃーにょ。cô là con như vậy うちの子là con của tôi trẻ con của tôi hay よく食べる có nghĩa là ăn khỏe ăn nhiều khỏe, ăn được nhiều đúng không ừ. trẻ con của tôi ăn được nhiều nên là khỏe lắm ồ không cần cái này mà là có thể làm câu một câu chuẩn rồi nhưng mà chúng ta vẫn có thể vào một từ vựng ở đây để nhấn mạnh ý nghĩa đó1番なんで、2番なんでも、3番何も、4番何にも。はい。OK、もう一人、ちょっとそばや。くんこんぐい、ちょっとそば。だっさんそば、にゅんさんそば、はさんそば。おう。そば。かいじくんあんにゅう。
トムさん、OK。皆さんはどうですか？よく食べますか？Các bạn xem live stream thì sao? Có thể ăn được nhiều không ạ? Đó. Nani mo là soba là. OK. Hân san so bon là. Ngoc san so hai. Bé hạnh san. Bé desu ka? Hai, bé hạnh san. Con quả tôi rất khỏe vì cái gì cũng ăn được. Rồi. OK, đáp án đúng chính là số 2, mọi người nhá. Không phải là số 3 đâu nhá. Hai. Số 1 là nan de, có nghĩa là tại sao. Nha, cái này dễ hiểu nhỉ. Nha. Không phải là trong trường hợp này thì không không đúng nhá. Hai. Còn số 2 có nghĩa là cái gì cũng. Hai, đúng rồi, cái gì cũng ăn được. Hai. Còn số 3 và số 4 cũng có ý nghĩa là cái gì cũng, nhưng mà số 2 và số 3, số 4 thì có một sự khác biệt, đó là số 3 và số 4 thì ý nghĩa như nhau, nhưng mà cái này thì sử dụng cho câu thể phủ định. Ví dụ là 何も食べません何も勉強しません chẳng hạn. Nhưng mà câu này không phải là thể phủ định mà là khẳng định, đúng không ạ? Trong hợp khẳng định thì là phải sử dụng 何でも何でも勉強します、はい、何でも食べます。はい。テプテオニャ。コウマイバイ。はい。おほほいこにょ。ニューチューハンニョ。はい。もう一個いこうかにゃ。私は来年の夏、富士山に、何々つもりです。はい。私、トイ、来年の夏、富士山に何々つもりです。Hai. Nếu mà các bạn đang học nữ bốn thì là thấy quen quen nữa không ạ? Tsumori desu là cái gì nhỉ? Dự định. Tôi dự định. Nhầm. Tôi dự định làm cái gì? Dự định làm cái gì? Hai. Fujisan là Fuji nhỉ? Núi Fuji nổi tiếng. Ai cũng biết hết. Hai. Còn 来年の夏. 夏 là mùa gì?Mùa xuân hay là mùa đông? Mùa gì? Mùa hè. Mùa hè, đúng rồi ạ, xin xin. Natsu là mùa hè nhá. Hai. Mùa hè. Lai nen là năm sau, sang năm. Hai. Rồi. Tôi dự định làm cái gì? Hai. Vào mùa hè năm sau. Hai.OK, OK. Trong sang năm sau dự định leo núi...胡哦，先生，喂，重点别的呼吸呀？そうです。あてや？はい。哦，ほんまだ呼吸呀？呼吸呀？はい。あてや？呼吸。みんなどう点別る ？OK OK。ガさん、レオの呼吸、はい。登る、はい。登るつもり、うんろい。はい。もう平南さとイズディンセディレ。リレオヌイフシ、はい、いいですね、はい、そうです、1番です、1番、はい、皆さん上手ですね、もう北斗ゾイニャ、はい、登りますレオ、はい、レオレンニャ、レオヌイフジニャ、はい、このソハイ登ったら手クワフらダレオヌイフジゾイティラホンスズズディニャホンホプニャホンホプ、はい、登ろう、kiểu leo núi thôi, kiểu cách nói giữ người khác làm cùng nhau ấy, nhưng mà trong trường hợp này thì không hợp. Hai. Số 4, 登りたい, tại là muốn nhỉ. Hai. Tôi muốn leo núi Fuji, nhưng mà ở đây có dự định, つもりです, nên là chúng ta không thể sử dụng cả hai cái trong một câu này nhé. Hai. Nên là đáp án đúng là số 1, 登るつもりです. Hai.Nobo du tsumori. Đúng rồi, bạn Hân Hân, bạn ấy còn nhớ cả cách kết hợp là vê đự cộng với tsumori. Chính xác đấy mọi người. Đúng rồi. À, học rất giỏi thế. Okay. Đi thi là chắc chắn đỗ rồi đúng không thầy? Các bạn học giỏi thế này thì đi thi chắc chắn đỗ rồi. À đúng rồi, thám bài nha. Đỗ luôn nha. Nơ bốn. Kể tiếp theo nha. Ngữ pháp nơ năm. Hai. Ame ga. Ame là mưa. Ame ga.何々何々なりました。
trở nên như thế nào? Hai. Ame ga nani-nani narimashita. Hai. Mọi người sắp xếp thứ tự và vào comment nhé. Ví dụ là 1 2 3 4 chẳng hạn. Bạn Phương Nhung rất là nhanh, bạn chọn là 2 4 1 3. 2 4 1 3. Ồ, ok ok. 2 4 1 3. Bạn okay. Tuấn Duy cũng có phương án đó. Thảo Hoàng, Vương Hà cũng là 2 4 1 3. 2 4 1 2 4 1 3. Ok. Câu này thì không có thể không khó nhỉ, dễ nhỉ. Rồi, 2 2 4 1 3. Ok ok. Trong sang, Hain sang, Sĩ sang cũng như vậy. Lão Tư sang cũng 2 4 1 3. Hai. Rồi. Trên TikTok thì sao nhỉ? Mọi người trả lời như thế nào nhỉ? Có giống nhau không nhỉ? Các bạn cũng chọn 2 4 1 3. Ok. Hai. Mọi người đúng rồi ạ. Hai, chính xác luôn. 2 4 1 3 nhá. Hai. Ame ga yande sora ga akaruku narimashita. Hai. Ở đây có chút từ ga nhỉ, có nghĩa là chủ ngữ ấy. Ừ. Phải có chủ ngữ danh từ ở đây và phía sau thì phải có động từ hay là tính từ nhá. Hai. Ame ga yande hết mưa rồi. Bầu trời đã trở nên quang đãng à? Quang đãng hay là sáng, sáng lên. Hai. Ame ga yande sora ga akaruku narimashita. Hai, không khổ đâu nhá. Hai. Số 19. Hai. Hôm nay chỉ có còn à? Còn có hai câu thôi nhá. Hai, mọi người cố gắng nhá. Hai. Kai sha de ở công ty này. Tanaka-san nani nani kaerimashita ka? Hai. Tanaka-san, lần này thì chị Tanaka đi. Hai. Chị Tanaka nani nani kaerimashita ka? Hai. Iie, mada kaigi o shite imasu. Kaigi. Hai. Mọi người làm thứ tự như thế nào nhỉ? Có thể hơi khó không? Hay là dễ? Easy game. hãy tích cực comment nhé. Ok, Nhung sang 1432, Duy sang 33 này, hay là Quang sang 1423, 1432, Tâm sang Trong sang 1432 à? Ok, 1432. Rồi. Chị sản ngốc sản mộ bóng ba hai, chân sản mộ hôn ba hai. Ồ, gấu sản. Nam mai gấu mô xí rồi đấy. Gấu sản, hai ba mộ bóng à. Thú vị nhỉ. Linh sản mộ bóng ba hai. Ok, ok. Hai. Đúng là như thế nào nhỉ? Khai ghi có nghĩa là gì à? Khai ghi. Đăng hộp. Hai. Tanaka-san, kaerimashita ka? Chị Tanaka về chưa? Không. Bây giờ vẫn đang học. Ok. Đáp án đúng là... Hai. Mọi người chúc mừng nha. 1432 nhá. 1432. Hai. Tanaka-san wa mō ie ni kaerimashita ka? Ở đây có kaerimashita ka? Nên là... Nè. Trước đây có ie ni là hợp lý. Hai. Ie là uchi nhá. Uchi. Uchi ni kaerimashita ka? Hai. Và ở đây có phố từ mô, có nghĩa là rồi, hay chưa? Trong tiếng Anh thì là already à. Hai. Mô ie ni kaerimashita ka? Hai. Nên là ở đây có chủ ngữ Tanaka-san. Nên là sau đó thì có chỗ từ wa là hợp lý nhất. Tanaka-san wa mô uchi ni kaerimashita ka? Hai. Chị Tanaka về nhà chưa? Hai. Chưa, bây giờ vẫn đang học. Hai. Ok, câu hai mươi cuối cùng nhá. Hai. Sato sensei. Thầy Sato hay là cô Sato? Cô Sato đi. Hai. Sato sensei wa nani nani shitsumon o shimasu. Hai. Cô Sato hỏi câu hỏi. Mà câu hỏi như thế nào? Với ai? Hai. Câu hai mươi câu cuối cùng của hôm nay.
Zui san, bon mo hai ba. Quang san, bon mo hai ba. Ok. Bon mo hai ba. Ok, ok. Bạn Lê Văn Hiếu 4123, Huệ Kíp Pi này và bạn Hoa Bé đều 4123. Bạn La Chip 3142, tiếng Nhật không khó 1243. Khoan khoan khoan. Tâm sang, nhung sang, kêu sang thì là 1243 nè. 1243. Cái gì nhỉ? 1243. À. Ok, ok. Hiểu rồi, hiểu rồi. Có hai mươi có vấn đề, nó không phải là vấn đề nhưng mà ok, có thể trả lời được hai cách hay là có thể ba cách, mình sẽ giải đáp cho, giải thích cho. Bốn một hai ba hay là một hai bốn ba nhỉ? Ok, cái này có một số người thắc mắc mà cũng hợp lý rồi. Ok, mình hiện tại đáp án đúng nha. Là thật ra là 4123 nha mọi người ơi. 4123. Hai. Sato sensei wa itsumo. Hai. Itsumo gakusei ni itsumo gakusei ni muzukashi là khó. Câu hỏi khó, muzukashi hitsumon wo shimasu. Hai. Sato cô Sato lúc cái gì nhỉ? Rất hay hỏi câu hỏi khó với các học viên. Hay. Nhưng mà ở đây có thể có một số bạn đang xem livestream này có thắc mắc là tại sao vì Sato sensei là gakusei ni itsumo muzukashi hitsumon mo hai bomba tại sao bên này thì là không đúng. Có thể các bạn mà đã từng đi sang bên Nhật đi thì là có thể có thắc mắc cái này. Đó là bởi vì trong câu văn nói cuộc sống bên Nhật thì là người Nhật rất hay nói như thế. 学生にいつも難しい質問をします. Hay. Thật ra là trong câu văn nói thì là người Nhật bạn rất hay làm thứ tự ngược lại. Nhưng mà thật ra là nói chính xác 100% thì là itsumo phải là bên này. À? Hay. Phải ở phía trước ấy. Ok. Zui san giáo viên Sato. Cô Sato hay là thầy Sato thì lúc nào cũng đưa ra câu hỏi khó cho học sinh. Đúng rồi. Hay. Có nghĩa là như vậy ạ. Minasan, wakarimashita ka? Chotto muzukashii desu ka? バイコイ君ホイホイ構造にははい OK 今日は終わりです皆さん頑張りましたねはい先生 Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau học ôn được 20 câu chữ Hán từ vựng và ngữ pháp của cấp độ N5 và N4 rồi đúng không? Mọi người thấy mình đã ôn lại được rất nhiều kiến thức phải không nhỉ? Ở đây thì sẽ có một câu danh ngôn nhé, chúng ta thử đọc qua này. 成功の反対は失敗ではなく何もしないことだ Hai. Câu này thì không biết trong tiếng Việt mọi người đã từng nghe qua bao giờ chưa? Ngược lại của thành công không phải là thất bại, đúng không? Hàn tại là ngược lại mọi người nhá, mà là chúng ta không làm gì cả. Vì vậy, tất cả các bạn hãy cùng nhau cố gắng, đúng không? Nếu chúng ta có lỡ thất bại, nếu chúng ta có không thành công, đúng không? Nhưng mà không sao, hãy chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng, không được ngồi chờ, không được làm gì cả mà phải cố gắng đi lên, đúng không? Và trong việc học cũng như vậy ạ, chúng ta phải luôn luôn trau dồi thêm kiến thức nhá, đặc biệt là những bạn mà chuẩn bị đi thi kỳ tháng 7 sắp tới này. Hay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm dừng livestream ở đây nhá. Hẹn các bạn vào tất cả các sáng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, khung giờ 10 giờ đến 12 giờ của Việt Nam. Hai. Mata ashita, minasan. Otsukaresama deshita. Hai, minasan arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Bye bye. Hai, bye bye mọi người.